Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà lại tiếp tục muốn tạo một cái bất ngờ đến cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Mạnh Thường Quân giấu tên. Chú ơi, thì ngày hôm nay tụi con lại muốn tạo thêm một bất ngờ cho chú nữa vào cái dịp đầu năm mới. Đó là ở đây tụi con có tổng cộng là 100 ký bưởi. Bưởi này thì rất là ngon luôn. Chú coi nè, mở cái trái bưởi rất là to tròn. Tụi con thì muốn thay mặt cho chú để mà gửi đến cho tất cả các bà con ở xóm Cồn, đặc biệt là các bà con đang đi làm ở xưởng bọc và lò sấy, mọi người sẽ nhận được một trái bưởi như thế này. Ngày hôm nay thì tụi con giải cứu tổng cộng là 100 ký bưởi. Nhân đây thì tụi con cũng chỉ mong cho chú có thật là nhiều sức khỏe nè, lúc nào chú cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn, những cái điều tốt đẹp sẽ đến với cả gia đình của chú và chú nha. Còn bây giờ thì tụi con xin phép thay mặt chú để mà phát cho mọi người. Dạ rồi, con xin mời ông Bảy chụp. Rồi, ông Bảy cảm ơn thay lại toàn thể anh em là cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân và cảm ơn mấy cháu làm YouTube của Dạ rồi, con cảm ơn con Hải nha. Rồi, chụp. Giờ mình chơi thảy đi ha. Đây, chú Mạnh Thường Quân giấu tên rồi. Chụp luôn. Cảm ơn ạ. Dạ. Chúc mọi người ăn thật là ngon miệng nha. Hải nha, đây của ông Bảy đây. Chụp luôn. Rồi, của bác bạn. Chụp. Rồi, đây của mấy đứa đây. Cảm ơn. Giỏi, đặc biệt là mỗi gia đình chỉ được một phần thôi để mà nhường cho nhiều người hơn. Của Tây chụp. Cảm ơn chị. Giỏi. Của bà Khía. Rồi, đây của bà Sáu. Rồi, mãi vô, mãi vô. Bà Tư. Đây của bà Tư nè. Dạ. Ai chưa có thì lại lấy nha, bưởi rất là ngon luôn. Đây, chú Mạnh Thường Quân giấu tên gửi đến cho cô. Dạ. Hãy cho em đi. Con hãy cho Út nha. Chụp nè. Rồi đủ hết chưa? Còn nữa kìa. Bưởi nè chú ơi. Còn thiếu ai không? Dạ. Đủ hết chưa chú? Ba bốn người ở đâu chú? Dạ. Người ta có lại không chú? Lại thì nói con nghe để con thảy bưởi cho. Rồi. Đây. Xin mời. Cô chụp nha. Cô quen. Rồi. Đầy đủ hết rồi. Vậy mình đi lên nha. Đi lên nha chị. Đi thôi. Mình tắm. Nó lên không nổi rồi. Số 1. Số 1 đi. Không được rồi, phải xuống mới được Ngân ơi. Cảm ơn. Anh Tám ơi. Trả số một chuyện ơi. Tôi đang trả, trả không được rồi. Không được, Tám ơi, con phải trả số nó mới xuống. Lên đi, lên. Nó đang kẹt xuống. Kẹt xuống rồi. Bùng ra tao lắm nó luôn. Không, quan trọng là trả không được đó, chứ không phải là gì. Xe yếu quá. Xe yếu quá. Chạy không trả xuống chứ. Rồi, của Nhi. Cảm ơn. Tám.
Đây, chụp được không? Thôi, khen, chụp, giỏi. Chú có chưa? Cho cái nữa. Hai người có người nào không hả? Còn ai nữa? Không, không, chừng máy. Rồi, chừng máy cho luôn. Đừng bỏ trái nó xuống, anh chụp đi. Hai. Ôi, cảm ơn, chụp luôn. Bấy nè bò. Bông hậu nãy em coi nhận rồi. Lỡ, cho trái đi. Nè bông hậu. Chụp. Cảm ơn nha. Dạ, không có gì, thôi tặng luôn đi. Tội nghiệp đi làm. Còn ai chưa có nữa không ta? Nặng quá lên nổi. Rồi, xin mời mọi người. Ha. Cảm ơn. Giỏi. Đây, Hảo Huy, chụp. Cảm ơn. Giỏi. Rồi, chụp nha Út. Chú Linh chụp được không? Chụp luôn. Đây, chú Mạnh Thường Quân nhớ tên cho tặng bà Út. Rồi, cảm ơn. Cô Ba, chụp nha. Cảm ơn. Dạ, dạ rồi. Chụp, giỏi. Thôi, cầm đi cho chắc. Cầm đi cho chắc. Bà ba cầm luôn cho chắc bà ba ơi. Cảm ơn con. Nè Quang. Bà nó cảm ơn. Cảm ơn. Giỏi. Bà hai cho. Lấy cho bà hai cái đi. Cho bà hai chụp. Bà hai lấy cho thím chín trái đi bà hai. Cái năm. Chụp. Rồi. Bà hai lấy cho thím chín trái. Dạ. Cảm ơn nha. Tiên. Tiên bưởi nè. À, chụp. Dạ. Kìa, nhà. Nhà có rồi, mẹ lấy rồi. Đủ chưa? Đủ mình lên tiếp tục lên trên ha. Đủ rồi ha. Trời, cái bà này. Khẩu trang của Bảo đâu nè. Đây. Thôi. Đây lấy cho bự cho Bảo luôn nè. Xí. Lấy bưởi nè mấy cô mấy chú ơi. Bà, đây. Cảm ơn chị Cảnh. Giỏi. Lấy bưởi mấy cô mấy chú ơi. Bưởi rất là ngon nha. Đây, của em đây. Cảm ơn. Giỏi. Rồi quá. Mỗi gia đình một trái nha. Đây. Dạ, cảm ơn. Chị đây, dạ. Dạ rồi, chú Mạnh Thường Quân nhớ tên gửi cho bà Tư. Dạ. Chưa chị? Ở trong cửa này á. Đúng rồi. Chị đi kêu rồi kìa. Chị đi kêu rồi ha, chị đợi chút xíu ha. Đợi chút xíu đi. 2, 4.
sắp hết rồi. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Thôi rồi bỏ lại đi chị. 20, 21 trái. Đây. Rồi của em đây. Đây của em đây. Cảm ơn chị. Giỏi. Bưởi nè. Bên đó bà, bên đó. Bưởi. Bán nhiều trái. Dạ chú Mạnh Thường Quân nhớ tên gửi tặng à. Gửi tặng à. Chụp nhau mốc. Thầy cảm ơn. Hey. Của bà Tám. Dạ. Ồ bữa nay có mình không mình. Bưởi. Đây. Chụp. Giỏi. Bưởi đây, ai chưa có thì ra nhận nha. Mỗi gia đình một phần, đây là hai gia đình. Hai phần. Chụp 2 3 chụp. Dạ. Sắp hết rồi. 9. Chạy xích lại đằng kia chút nữa. Ui, ra tới luôn rồi. Dạ, đây bưởi đây ạ. Rồi chị cảm ơn nha. Dạ, không có chi. Ở trong còn không chị? Hết rồi, chạy lên trên ha. Bưởi nè. Bưởi, bưởi. Bưởi, bưởi. Ai, dạ. Chín năm. Chụp. Chụp nghe. Hai. Ba. Chụp. Còn tôi cơ. Tôi lấy cho ba. Xích, xích, xích. Nhanh em ơi. Chụp đi, đứng đó luôn đi. Chụp xong thì chị nữa luôn. Đây, của em. Hơi. Chụp. Rồi, bà đi nha. Ôi, sắp hết rồi. Bưởi mày đó. Bỏ đi luôn. À. Đây, của em. Cảm ơn chị. Giỏi. Đây. Rồi, chú Mạnh Thường Quân nha, gửi tên, dấu tên gửi tặng nha. Của em, giỏi lắm. Rồi, chụp quýt, chụp. Dạ, em cảm ơn. Giỏi. Đó, đây, ông Út. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ. Lên chụp nha. Dạ. Dạ. Bà Năm ơi, cái đấy bưởi bà Năm ơi. Tắt, tắt giùm con cái tiếng, tắt giùm con cái tiếng. Dạ. Rồi, đây. Bảo ơi. Chụp nha. Chụp thư ơi, cái bưởi em thư ơi. Chụp. 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 Còn còn Nam. Còn trái cuối cùng, hai trái. Cho ông Tư với chú Tư. Ông Tư với chú Tư là hết luôn rồi. Không đủ. Không đủ rồi bà Năm ơi. Cảm ơn. Ông Tư. Cảm ơn nha. Dạ, đợi ông Tư rửa tay. Tiếc quá. Dạ. Hết rồi. Ngày hôm nay thì nhóm phụ nữ miền Tây rất là vui luôn khi mà được thay mặt cho chú dấu tên để mà trao tặng 100kg bưởi đến cho bà con ở xóm Cồn. Xin chân thành cảm ơn chú nhiều lắm. Chúc cho chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ thành công nha chú. Chào chú, chào các bạn.